Xin chào khán giả của Duy Anh. Những thiết kế độc đáo luôn là niềm tự hào cũng như là yếu tố làm nên bản sắc của mỗi thương hiệu đồng hồ. Và hôm nay hãy cùng Đức khám phá những thiết kế như vậy đến từ Nhật Bản của Seiko và Orient. Ở đây mình có hai mẫu đồng hồ được coi là đặc trưng nhất cho hai nhà sản xuất hàng đầu nước Nhật. Một bên là Seiko Cocktail và phía bên kia là Orient Sun and Moon. Đặc trưng có nghĩa là thiết kế này gần như sẽ không thể bắt gặp ở bất cứ một hãng nào khác. Chỉ cần nhìn lướt qua thì chúng ta cũng có thể đoán ngay sản phẩm thuộc thương hiệu nào. Và Cocktail và Sun and Moon thì đều xứng đáng với tiêu chí đó dù không phải là những sản phẩm đầu bảng của cả Seiko và Orient. Seiko là thương hiệu số 1 Nhật Bản và cũng có lịch sử lâu đời hơn nên mình sẽ nói về chiếc Cocktail trước. Ngay từ cái tên, Seiko đã nói lên nguồn cảm hứng tạo nên bộ sản phẩm này. Đó là những ly rượu được pha chế một cách công phu, đi kèm màu sắc độc đáo tùy vào thành phần mà nghệ nhân sử dụng. Và với chiếc này, đó là Skydiving, loại cocktail với thành phần bao gồm là Sky Vodka và nước cam, cho ra một màu xanh nhạt tượng trưng cho bầu trời của những ngày nắng đẹp. Và với màu sắc đầy cuốn hút đó, thì nó được làm nổi bật trên nền một dial được khắc họa tiết tia nắng tỏa ra từ khu vực trung tâm. Đây cũng là đặc trưng riêng có của Seiko Cocktail. Chúng ta có thể đã quá quen với vân sunburst trên nhiều sản phẩm khác, nhưng cách thể hiện chỉ là rất nhẹ nhàng, khó có thể thấy được khi nhìn từ xa. Nhưng đối với Cocktail, từng tia nắng được khắc họa theo hiệu ứng 3 chiều, tạo cảm giác rất thực và cực kỳ cuốn hút. Không những thế, khi kết hợp với bộ kim thanh mảnh, mình có cảm giác từng chuyển động thời gian như đang khuấy lên những làn sóng nhẹ trên ly Cocktail một cách đầy mê hoặc. Hiệu ứng nổi chính là trọng tâm trong thiết kế của Cocktail. Chính vì thế mà Seiko trang bị cho nó một lớp kính vòm bằng chất liệu Harplex độc quyền. Bộ vỏ của chiếc này cũng được làm từ thép không gỉ, được hoàn thiện bóng và cắt cạnh rất tinh xảo, kết hợp với bộ dây da bóng khá lạ mắt. Nếu như bạn không thích kiểu dây da này thì cũng hoàn toàn có thể thay thế bằng kiểu da trơn hoặc da vân cũng rất đẹp. Bên trong chiếc Presage này của Seiko được trang bị bộ máy 4R35 với đầy đủ khả năng lên cót tay, dừng kim dây, cũng như thêm vào đó là bánh đà màu vàng rất là bắt mắt. Đó là về chiếc Seiko, còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chiếc Orient Sun and Moon. Từ lâu thì Sun and Moon đã là biểu tượng cho thành công của hãng đồng hồ Orient. Với thiết kế phức hợp không thể nhầm lẫn, Sun and Moon gây ấn tượng ngay cả khi nó không thuộc vào dòng sản phẩm cao cấp của Orient là Orient Star. Đã 4 thế hệ thiết kế được ra mắt và đây vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng. Nhìn qua, chúng ta có một chiếc đồng hồ mặt tròn với bộ vỏ thép hơi dày một chút, nhưng điều đó lại tạo nên không gian cho những tính năng làm nên tên tuổi của Sun and Moon. Quan sát mặt số, chúng ta có bộ kim thanh mảnh kết hợp với bộ cọc số La Mã cổ điển, trải đều mang đậm tính sang trọng truyền thống. Nhưng khác hẳn với các wristwatch thông thường, dial của Sun and Moon được phủ đầy lên những chi tiết và tính năng không những tiện dụng mà còn cực kỳ bắt mắt. Chúng ta có lịch ngày nằm ở góc 8 giờ, lịch thứ ở góc 10 giờ thay vì kiểu cửa sổ lịch kép ở góc 3 giờ thường thấy. Logo của Orient được đặt ở góc 2 giờ và phần còn lại của mặt số chính được đặt tính năng Sun and Moon. Bản chất của mặt số Sun and Moon chỉ là một đồng hồ 24 giờ biểu thị lịch ngày và đêm. Nhưng Orient đã khéo léo biến những con số khô khan đó trở thành một hình tượng lấy cảm hứng từ vũ trụ. Với Sun and Moon, thời gian sẽ trôi qua một cách tự nhiên như nó vốn có. Tính năng này đã biến một chiếc đồng hồ bình thường trở nên nổi bật và sống động hơn bao giờ hết. Bộ máy được Orient sử dụng ở đây là F6B24 với những tính năng tương đương như chiếc Cocktail của Seiko, như là lên cót tự động, hỗ trợ lên cót bằng tay cũng như là dừng kim dây chỉnh giờ. Chiếc Sun and Moon này có đường kính là 42,5mm, lớn hơn chiếc Seiko một chút. Chiếc Seiko Cocktail sẽ có đường kính là 40,5mm. Với kích thước của cả hai mẫu này thì bất cứ ai có chu vi cổ tay từ khoảng 16cm trở lên sẽ đều phù hợp. Hai bộ sản phẩm này sẽ còn có rất nhiều phiên bản khác, các bạn có thể tham khảo thêm trên đồnghoduyanh.com. Bên mình là đại lý ủy quyền chính thức của cả Seiko và Orient với chế độ bảo hành chính hãng cùng nhiều ưu đãi khác. Nếu quan tâm hãy đến với các showroom của Duy Anh để cảm nhận. Giờ thì Đức xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.